Em xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu về trò chơi 3D Play for More. Khi bắt đầu trò chơi, chúng ta sẽ làm. Như thôi, chờ em giới thiệu lại. Em xin chào tất cả các bạn. Em xin là đối thủ dành. Hôm nay em xin giới thiệu về bài trò chơi 3D của em. Khi bắt đầu trò chơi, chúng ta sẽ có nút di chuyển, nút quay đầu trái, nút phải và nút nhảy. Nhiệm vụ của chúng ta là đi đến chiếc ô màu xanh và nhảy xuống đấy. Khi nhảy xuống đấy, chúng ta sẽ qua một level mới. Mỗi khi có một level mới, chúng ta sẽ càng ngày càng khó hơn. Chúng ta phải để ý khi đạp vào ô màu đỏ, chúng ta sẽ bị chết. Và khi thời gian đếm đủ đến 100 giây, thì nó sẽ tính lại số điểm của chúng ta. Em có các nút như sau. Thầy ơi, con tính với cậu ý kiến ạ. Rồi, bạn Thượng Giang thuyết trình xong thì thầy sẽ mời ý kiến của Tướng Huynh nha. Rồi. Con để cho bạn Thượng Giang thuyết trình. Em cứ thay là em có nút energy, nút tạo ra các khối để chúng ta đi và nhảy. Con nước thăm bát là hình khi chúng ta chưa bắt đầu cho trời, nó sẽ hiện lên. Nút con gió này để chúng ta di chuyển và quay mặt sang trái hoặc sang phải. Nút jump button thì để chúng ta nhảy lên. Nút deleter là mang màu đen ở đây. Con nút auto change up speed là nút ở trong khi chúng ta bắt đầu trò chơi. Em tạo nút control stick. Em đã dùng lệnh di chuyển khoảng cách đến con trò chuột. Kích thước là 0,6. Hiệu ứng là, em đặt hiệu ứng là bóng ma. Con B nút jump put là nếu đặt hiệu ứng là bóng ma bằng 60. Con giật chuột là thành 1. Khi nhảy chúng ta đi nhảy được bóng 1 khối thôi. Con nút control stick 2 thì chúng ta là sang bên trái hoặc là bên phải, trên và dưới. Khi được nhấn, nó sẽ di chuyển theo con trỏ chuột. Đây là chúng ta biết. Nếu ở đây thì em làm iPad nên nó làm khi di chuyển nó hơi khó. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã nghe bài chương trình của em.
Rồi, cảm ơn phần thuyết trình của Thượng Danh ha. À, thầy mời phần ý kiến của bạn Tấn Vinh ạ. Rồi, thầy mời Tấn Vinh con. À, con nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn Thượng Danh nào? Con thầy là bạn thuyết trình tốt rồi ạ. À, bạn thuyết trình tốt, tuy nhiên thì cái sản phẩm này không phải là sản phẩm theo con, thì không phải là sản phẩm của bạn thực hiện, đúng không nào? Vâng ạ. Rồi, cảm ơn con ha. À, thầy mời ý kiến của bạn Xuân Khang nè. Con cũng giống như bạn Tuấn Vinh thầy. À, giống như bạn Tuấn Vinh. Rồi, con bật cam lên nha. Thượng Danh bật cam luôn đi con. Đứng Xuân Khang cũng bật cam lên luôn. À, bạn Hữu Phước nào? Hữu Phước, con nhận xét gì về phần thuyết trình của Thượng Danh nào? Con nghĩ bạn nó có mạng thầy. Vâng. Con nghĩ bạn nó lấy từ của người ta về thôi. À, phần sản phẩm, còn phần thuyết trình như thế nào? Dạ cũng được thầy. Rồi. À, Thượng Danh nào, sản phẩm này là sản phẩm con tham khảo từ internet và có cải tiến gì hay là sản phẩm này do con tự thực hiện nào? Sản phẩm bây giờ em lấy ở trên phần khám phá thôi. À, lấy trên phần khám phá. Như vậy là con khi mà con lấy sản phẩm này trên phần khám phá thì con có hiểu được một số cái nội dung ở trong đó không? Số nội dung có trong đó không? Em có thôi. Rồi, à, con hiểu đúng không nè? À, lưu ý là chúng ta, thầy có một vài nhận xét như thế này về phần thuyết trình. Thì Thượng Danh cũng trình bày được phần thuyết trình cũng khá là trôi chảy. À, tuy nhiên thì Thượng Danh cần phải thuyết trình to rõ hơn nữa và mô tả cái phần sản phẩm của mình nó cách chi tiết. Được chưa? À, đối với sản phẩm thì Thượng Danh tham khảo sản phẩm trên cái phần thư viện của Scratch. Thì chúng ta thấy gì trên đây thì các con thầy cũng rất là khuyến khích các con tham khảo những cái sản phẩm mà được tất cả các lập trình ở trên thế giới chúng ta chia sẻ trên cái phần thư viện. Được chưa? Thì các con có thể vào đây tham khảo. Tuy nhiên thì các con tham khảo thì con phải hiểu được nó, được chưa? Những nội dung nào mà con tham khảo thì con phải tìm hiểu kỹ và con hiểu được cách thức thực hiện ở trong đó, các lệnh code ở trong đó thực hiện như vậy thì mình có hiểu được hay không, mình có làm được hay không. Và khi các con tham khảo như vậy thì các con không nên lấy nguyên gốc từ sản phẩm của người khác, mà các con sẽ mix lại, được chưa? Lấy về và dựa trên cái phần ý tưởng của cái người chia sẻ đó, sau đó con sẽ cải tiến lại một số chức năng, những cái nội dung nào đó mà mình thấy là ý tưởng này hay nè, thì mình muốn đưa vào sản phẩm của mình thì mình nên thực hiện lại ha, chứ không lấy nguyên bản ở đó mà để về và chúng ta thực hiện trong phần sản phẩm thuyết trình này. Thì phần này thì thầy không khuyến nghị các con, nhưng thầy khuyến nghị các con là lên trên đó tìm hiểu, tham khảo thêm để chúng ta trao dồi thêm về cái kỹ năng lập trình cũng như là các ý tưởng trong việc phát triển sản phẩm. Được chưa? Rồi, phần thuyết trình này thì Thượng Danh theo như Thượng Danh nói ra thì Thượng Danh hiểu về cách lập trình. Tuy nhiên thì thầy cũng có một yêu cầu dành cho Thượng Danh là con sẽ thực hiện lại một sản phẩm khác do chính con thực hiện và dựa trên cái khối lượng kiến thức mà con đã được học ở trong chương trình, cũng như là cái khối lượng kiến thức mà con đã được tìm hiểu tham khảo dựa trên ý tưởng của sản phẩm mà con, các sản phẩm mà con đã tham khảo trên thư viện. Con sẽ làm ra một sản phẩm do con thực hiện ha. Có thể là con sẽ tái hiện lại sản phẩm bảo vệ đảo chúng ta đã được học, và kèm thêm một phần nữa là sáng tạo ở trong đó, cải tiến về, thứ nhất về phần thiết kế chẳng hạn, hoặc là về cách thức hoạt động của nhân vật. Ví dụ trong chương trình bảo vệ đảo thầy làm là chúng ta bắn bằng tâm ngắm, bắn bằng đạn, thì con có thể cải tiến việc là bắn bằng một cái hình thức, phương thức nào khác, hoặc là thêm level. Thì ở level, ở các level thì con sẽ có cái sự khác biệt so với sản phẩm của thầy để con thực hiện trong phần sản phẩm của mình ha. Lưu ý là Thượng Danh sẽ thực hiện lại một sản phẩm khác và con sẽ thuyết trình ở buổi sau nha. Được chưa Thượng Danh? Vâng ạ. Rồi, cũng như Tấn Vinh vừa rồi ha, thực hiện một sản phẩm do chính mình thực hiện và nó ở mức độ là áp dụng, vận dụng những kiến thức chúng ta đã học trước đó trong khóa học để làm bài.
Được chưa nào? À, các con làm cái sản phẩm này thì con thầy mục đích là thầy muốn các con kiểm chứng lại cái quá trình học của mình nó nắm được đến đâu và áp khả năng của chúng ta vận dụng có thể là tự mình sáng tạo được sản phẩm như thế nào ha. Đó.